Ở video trước thì chúng ta đã tìm hiểu hết tài liệu ra nghiên cứu ảnh hưởng của một số thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ bệnh hại dưa lê trong vụ đông thu đông 2008 tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Cụ thể là các phần bảng 4.1 thời gian hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng dưa lê Hàn Quốc vụ thu đông 2018. Bảng 4.1.2 ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến số nhánh, đường kính gốc và kích thước dưa lê Hàn Quốc. Bảng 4.2 ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật đến số nhánh, đường kinh gốc và kích thước quả dưa lê trong vụ thu đông 2018. 4.1.3 ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến ra hoa đậu quả cây dưa lê Hàn Quốc. Bảng 4.3 ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến số hoa, số quả của dưa lê trong vụ thu đông 2018. 4.2 ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến tình hình sâu bệnh hại trên giống dưa lê Hàn Quốc vụ thu đông 2018. 4.2.1 thành phần tần suất xuất hiện sâu bệnh hại dưa lê. Bảng 4.4 thành phần và tần suất xuất hiện các loại sâu hại chính trên dưa lê thí nghiệm. Bốn chấm hai chấm hai tỷ lệ bệnh phận trắng và sương mai qua các giai đoạn sinh trưởng của dưa lê Hàn Quốc. 4.2.3 hiệu lực phòng trừ của thuốc bảo vệ thực vật đối với bệnh sương mai trên giống dưa lê Hàn Quốc vụ thu đông 2018. 4.2.4 hiệu lực phòng trừ thuốc bảo vệ thực vật đối với bệnh phần trắng trên giống dưa lê Hàn Quốc vụ thu đông 2018. 4.4 ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến chất lượng quả dưa lê Hàn Quốc. Phần 5 kết luận và đề nghị. 5.1 kết luận. 5.2 đề nghị. Tài liệu tham khảo. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang tài liệu tiếp theo. Nghiên cứu sinh trưởng loài cây gừng núi đá trên các giá thể đất tại mô hình khoa nông nghiệp Đại học Lâm Lâm Thái Nguyên. Lời cam đoan, em xin cam đoan đây là khoa luận tốt nghiệp nghiên cứu sinh trưởng loài cây gừng núi đá trên giá thể đất Zingiber purpureum Rocos tại mô hình khoa nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, là mô hình nghiên là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân em. Công trình được thực hiện bởi dưới sự hướng dẫn của thạc sĩ Phạm Đức Chính Nguyễn. Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong khóa luận đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các số liệu và kết quả nghiên cứu là quá trình điều tra trên thực địa hoàn toàn trung thực, chưa công bố trên các tài liệu. Nếu có gì sai thì chịu hoàn toàn trách nhiệm. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn, người viết cam đoan. Lời cảm ơn, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt là các thầy cô trong khoa lâm nghiệp của trường đã tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ cho em trong quá trình thực hiện đề tài khoa luận. Xin xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới thạc sĩ Phạm Đức Chính là người đã trực tiếp hướng dẫn thực hiện và giúp đỡ em hoàn thành đề tài khoa luận này. Em cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân và bạn bè đã luôn ở bên cạnh động viên khích lệ em trong suốt quá trình học tập và thời gian em thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. Trong quá trình thực tập cũng như trong quá trình làm báo cáo thực tập khó tránh khỏi sai sót, rất mong các thầy cô bỏ qua, đồng thời giao trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm tự tin còn hạn chế nên bài luận khoa học của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô để chuyển để được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn. Thành viên ngày 31 tháng 5 2019, sinh viên Phạm Trọng Hiệp.
danh mục các bảng, bảng 4.1 kết quả phân tích mẫu đất, bảng 4.1 tỷ lệ sống của loài cây gừng núi đá trong các công thức, và 4.2 định sinh trưởng đường kính của loài cây gừng núi đá trong các công thức, và 4.3 bảng tổng hợp kết quả sinh trưởng đường kính đo ở lần đo thứ ba của loài cây gừng núi đá. Trong các công thức bảng 4.2 sinh trưởng đường kính của loài cây gừng núi đá trong các công thức, bảng 4.3 bảng tổng hợp kết quả sinh trưởng đường kính là lần đo thứ ba của loài cây gừng núi đá, bảng 4.4 sinh trưởng chiều cao của loài cây gừng núi đá trong bảng 4.5 bảng tổng hợp kết quả sinh trưởng chiều cao lần đo thứ ba của loài cây gừng núi đá, bảng 4.6 khả năng ra lá của loài cây gừng núi đá trong các công thức. Danh mục các hình: hình 2.1 ảnh được chụp tại mô hình khoa lâm nghiệp, hình 4.1 kết quả đường kính của loài cây gừng núi đá trong các công thức, hình 4.2 thu thập số liệu tại mô hình, hình 4.3 kết quả chiều cao của loài gừng núi đá trong các công thức, hình 4.4 kết quả khả năng ra lá của nhóm của loài cây gừng núi đá trong các công thức. Danh mục các từ viết tắt: D00 đường kính sắt gốc, HVN chiều cao vút ngọn, LSNG lâm sản ngoài gỗ, S% hệ số biến động. Mục lục, lời cam đoan, lời cảm ơn, danh mục các bảng, danh mục các hình, danh mục các từ viết tắt. Phần 1 mở đầu. 1.1 đặt vấn đề, 1.2 mục tiêu nghiên cứu, 1.3 ý nghĩa của đề tài, 1.3.1 ý nghĩa học tập và nghiên cứu khoa học, 1.3.2 ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất. Phần 2 tổng quan vấn đề nghiên cứu. 2.1 cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. 2.2 tình hình nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ trong và ngoài nước. 2.2.1 tình hình nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ trên thế giới. 2.2.2 tình hình nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ trong nước. 2.2.2 các nghiên cứu về cây gừng núi đá. 2.3 tình hình nghiên cứu tại Việt Nam. 2.3.1 tình hình nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ ở Việt Nam. 2.3.2 các nghiên cứu về cây gừng núi đá. 2.4 khái quát một số đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu. 2.5 khái quát một số đặc điểm của cây gừng núi đá. Gingiber purpureum rocosa 2.1.5 đặc điểm nhận biết cây gừng núi. 2.5.2 đặc điểm sinh học và sinh thái. 2.5.3 phân bố. 2.5.4 công dụng. Phần 3 đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu. 3.1 đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3.2 địa điểm và thời gian tiến hành. 3.3 nội dung nghiên cứu. 3.4 phương pháp nghiên cứu. 3.4.1 phương pháp luận. 3.1.2 quá trình thu thập mẫu nghiên cứu và bố trí thí nghiệm. 3.4.3 phương pháp nghiên cứu. Phần 4 kết quả nghiên cứu và thảo luận. 4.1 đánh giá sinh trưởng loài cây gừng núi đá. 4.1.1 tỷ lệ sống. 4.1.2 tỷ sinh trưởng đường kính của cây gừng núi đá trong các công thức. 4.1.3 sinh trưởng chiều cao của loài cây gừng núi đá trong các công thức. 4.1.4 động thái ra lá của loài cây gừng núi đá trong các công thức. Phần 5 kết luận tồn tại và kiến nghị. 5.1 kết luận. 5.1.1 về tỷ lệ sống. 5.1.2 về đường kính. 5.1.3 về chiều cao. 5.1.3 về lá. 5.2 tồn tại. 5.3 kiến nghị. Tài liệu tham khảo. Phần 1 mở đầu. 1.1 là vấn đề.
Trong những năm trở lại đây, có rất nhiều các đề tài được các nhà khoa học nghiên cứu cây lâm sản ngoài gỗ. Nhóm cây được xếp vào nhóm cây dược liệu chữa bệnh, dược chữa được rất nhiều bệnh. Trong dân gian có rất nhiều các bài thuốc được bài chế lưu truyền cho đến ngày nay, không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Có rất nhiều bài đánh giá nghiên cứu chi tiết về loài này, nổi bật như một số loài như cây như gừng núi đá, nghệ đen, địa liền, sa nhân, trong đó gừng núi đá Gingiber purpureum crocus là một trong những cây thuộc nhóm cây lâm sản ngoài gỗ phân bố chủ yếu ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc, như một số tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Gừng núi đá có mùi thơm đặc trưng dùng làm gia vị và dược liệu. Những năm gần đây, gừng núi đá mọc tự nhiên bị người dân khai thác ồ ạt nên ngày càng nhăn khan hiếm và có nguy cơ biến mất, do đó cần phải bảo tồn và nhân giống gừng núi đá. Để bảo tồn và nhân giống gừng quý, những năm gần đây đã được quan tâm nghiên cứu và nhân giống cây gừng núi đá trồng tự nhiên có chiều cao khoảng 1 mét. Do số chồi nằm ở cụ không nhiều nên cây thường ít ra hoa. Họ gừng Gingiberaceae là một họ của tạ mộc sống lâu năm. Họ gừng Ingiberaceae là một họ của thảo mộc sống lâu năm với các thân dây bò ngang. Tuy nhiên có chiều cao khoảng quan tâm nghiên cứu trong cây gừng núi đá trong tự nhiên chiều cao khoảng 1 mét, có số chồi do số chồi nằm ở củ không nhiều nên thường ít ra hoa. Họ gừng Ingiberaceae là một họ thảo mộc lâu năm với các thân dễ bò ngang hay tạo củ. Bao gồm 74 47 chi.
nhiều loài các loài cây cành, cây gia vị hay cây thuốc quan trọng, các đoàn viên quan trọng nhất của họ này bao gồm gừng, nghệ, dường, đậu, khấu và sa nhân. Các loài trong họ này là thực vật tự dưỡng hay biểu sinh, thân dây lớn, thường phân nhánh giữa chứa nhiều chất dự trữ, có bệ dài ôm lấy nhau làm thành thân dạ, cuống ngắn và phiền lớn. Giữa cuống và bệ có phần thụ gọi phụ gọi là lưỡi bệ. Thân lá thường có mùi thơm. Gừng núi là loại mọc dại gặp nhiều trong rừng thư sinh, có hoa màu trắng, cánh đôi màu vàng nhạt, vị thân dễ vị đắng và cay, được dùng làm thuốc. Việc thực hiện đề tài. Việc thực hiện đề tài nghiên cứu đánh giá sinh trưởng của một số cây loài lâm sản ngoài gỗ, gây rừng, núi đá trên các giá thể đất tại mô hình hoa lâm ngập trường đại học Lâm Luận Thành Biên nhằm đánh giá mức độ sinh trưởng của các loài cây họ gừng Gingiberaceae, nhân rộng mô hình đánh giá sinh trưởng các loài cây họ gừng Gingiberaceae theo mô hình trên các giá thể đất mô hình hoa lâm ngập trường đại học Lâm Luận Thành Biên. Việc trồng cây gừng núi đá là một trong những giải pháp giúp góp phần cho việc bảo tồn và phát triển bền vững nguồn LSNG, vừa tạo ra kinh tế lâu dài cho người dân và góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức thu nhập, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc ở các vùng sâu vùng xa. Nghiên cứu sinh trưởng loài cây gừng núi đá Gingiberpeperium rocosa trên các giá thể đất tại mô hình khoa lâm nghiệp trường đại học Nông lâm Thái Nguyên nhằm đánh giá sức mức sinh trưởng nào tốt nhất cho trong các giá thể, từ đó áp dụng mở rộng các mô hình lớn, giới thiệu sâu rộng cho người dân. Ở một số tỉnh miền núi, 1.2 mục tiêu nghiên cứu đánh giá được tình hình sinh trưởng của mô hình trồng cây gừng núi đá tại trường Đại học Lâm Lâm Thái Nguyên. Đề xuất được một số biện pháp nhằm dạy phát triển mô hình trồng cây bản địa trong mô hình. Để góp phần tạo ra cảnh quan đẹp cho mô hình khoa lâm nghiệp. Lâm nghiệp 1.3 ý nghĩa đề tài. 1.3.1 ý nghĩa học tập và nghiên cứu khoa học, củng cố kiến thức đại học, hệ thống lại kiến thức đại học, bổ sung kiến thức chuyên môn và vận dụng vào thực tế sản xuất. Cung cấp thông tin về sinh trưởng và phát triển của các loại LSNG tại mô hình khoa lâm nghiệp. Việc nghiên cứu đề tài là cơ sở để đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp để phát triển mô hình khoa lâm nghiệp tại trường Đại học Lâm Lâm Thái Nguyên. Chấm 3.2 ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất.
1.3.2 ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất. Qua những đánh giá cụ thể về sinh trưởng của một số loài lâm sản ngoài gỗ, chúng ta có thể tìm ra được các giải pháp cụ thể nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến ngành lâm nghiệp và phát triển các loài cây này, bảo vệ được các loài cây LSNG, các loài nguy cấp có giá trị kinh tế, giá trị khoa học cao, làm cơ sở tài liệu những đề tài và nghiên cứu có liên quan. Phần 2 tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu. Các loài thực vật mọc hoang dại hoang dã được con người sử dụng phục vụ cuộc sống hiện nay, những tài nguyên thiên nhiên đều đó đang trở nên rất khan hiếm. Thì vì vậy việc tìm kiếm loài tự nhiên ngày thêm khó khăn và hiện nay đặt ra thách thức cho người không biết quý trọng và bảo tồn. Nguồn tài nguyên đó hiện nay trên thế giới cũng như nước ta đang dạng sinh học đang bị khai thác rừng ngày từng giờ. Làm cho số lượng loài không ngừng suy giảm. Bên cạnh đó là các loài đang bị đe dọa nghiêm trọng và có nguy cơ bị tuyệt chủng. Vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay là đòi hỏi chúng ta phải hành động trên phạm vi toàn cầu. Như chúng ta đã biết, việc trồng rừng thâm canh, rừng lấy gỗ, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng, trồng rừng đối với các loài cây lâm sản ngoài gỗ đã được tiến hành từ lâu với nhiều phương thức trồng khác nhau, nhưng cho đến nay việc trồng cây cảnh, cây đặc sản, cây dược liệu và nhất là các loài cây dược liệu quý, trồng cây để bảo tồn tránh tuyệt chủng thì mới bắt đầu được quan tâm nghiên cứu và thử nghiệm vào những năm gần đây, đặc biệt là các loài cây thuốc. Sử dụng làm dược liệu. Hiện nay nhiều cây dược liệu đang trong tình trạng suy giảm vì đe dọa nghiêm trọng trước sự khai thác quá mức của con người. Cho nên việc nghiên cứu đặc tính sinh học sinh học cách đây nuôi trồng cách
cách cây trồng loài cây này là rất cần thiết nhằm tránh khỏi sự suy giảm mất đi nguồn gen quý hiếm này. Trong những năm gần đây có rất nhiều thành viên nghiên cứu về cây gừng núi đá nhân giống trồng ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc nhằm cải thiện đời sống kinh tế, có các hộ dân mở rộng các vùng phục vụ cho các đề tài nghiên cứu. Cây gừng núi đá có rất nhiều công dụng trong đời sống, dùng làm thuốc chữa đau bụng, dùng làm gia vị. Dùng làm thuốc chữa đau bụng, dùng làm gia vị. 2.2 Tình hình nghiên cứu lâm sàng ngoài gỗ trong và ngoài nước. 2.2.1 Tình hình nghiên cứu lâm sàng ngoài gỗ trên thế giới. Cây gừng núi đá là loài mới, chưa được nghiên cứu nhiều, tài liệu hạn chế, không tìm được các nghiên cứu trên thế giới. Bởi vậy, phần tổng quan tài liệu tình hình nghiên cứu trên thế giới còn chưa được tác giả tham khảo nhiều trên thế giới. Trên thế giới, nhiều nước đã sử dụng nguồn lâm sản ngoài gỗ để làm thuốc. Nhiều nước trên đã có việc nghiên cứu về thuốc và họ cũng đã sử dụng nhiều nguồn tài nguyên này để xuất khẩu làm dược liệu và thu nguồn ngoại tệ đáng kể. Đặc biệt là Trung Quốc có thể khẳng định đây là quốc gia đi đầu trong việc sử dụng cây thuốc để chữa bệnh. Đi đầu trong việc sử dụng kỹ thuật để chữa bệnh vào thế kỷ 16, Lý Thời Chân đã đưa ra bản thảo cương mục sau đó năm 1955. Cuốn bản thảo này được in lại. Nội dung cuốn sách đã đưa đến cho con người cách sử dụng các loại cây cỏ để chữa bệnh. Năm 1954, tác giả Từ Quốc Hân đã nghiên cứu thành công công trình dược dụng thực vật cấp sinh lý học.
Cuốn sách này giới thiệu người đọc cách sử dụng từng loại cây thuốc, sử dụng sinh lý hóa sinh của chúng, công dụng và cách phối hợp các cây loại cây thuốc theo từng địa phương như giang tô, tỉnh thực vật, dược tài trí, giang tô trung, dược xanh, thực đồ thảo vật. Quả tây trung dược trí. Trên thế giới tính đến nay, số loài thực vật được sử dụng vào mục đích chữa bệnh lên đến khoảng 35.000 đến 70.000 loài, trong đó Trung Quốc ước tính có trên 10.000 loài, Ấn Độ có khoảng 7.500. Ta 7.500 đến 80.000 loài, Indonesia có khoảng 7.500, Malaysia có khoảng 2.000 loài, Nepal có hơn 700 loài, Sri Lanka có khoảng 550 đến 700 loài, Hàn Quốc có khoảng 1.000 loài thực vật để có thể sử dụng trong y học cổ truyền thống. Trong những năm gần đây, nước Mỹ, một nước có nền công nghiệp hiện đại, có rất quan tâm đến nguồn tài nguyên cây thuốc. Phục vụ cho công tác chữa bệnh, họ đã thực hiện những chương trình sàng lọc các hợp chất tự nhiên từ thực vật nói chung và thực vật làm thuốc nói riêng. Những loài lưu sản ngoài gỗ cùng với đó là trách nhiệm phải bảo tồn những loài cây quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng cao, đồng thời có thể kết hợp tham quan giải trí và lồng ghép giáo dục. Về thiên nhiên thì thay đổi nhận thức và cơ sở cho con người học tập nghiên cứu thư giãn, nên trên thế giới con người đã xây dựng các vườn thực vật chuẩn bị để góp phần bảo vệ nguồn gen của các loài thực vật. Hiện nay có khoảng 1.800 vườn bách thảo tại 150 nước, phần lớn tại các vùng có khí hậu ôn hòa, trong đó có 40 vườn ở châu Âu, 200 ở Bắc Mỹ, 150 ở Nga và một số trong đó có 400 vườn châu Âu, 200 ở Bắc Mỹ, 150 ở Nga và một số ngày càng tăng lên ở Đông Nam Á. Những vườn này lôi cuốn mỗi năm khoảng 10 triệu du khách. Trong quá khứ, các vườn bách thảo trao đổi các cây cối qua việc ấn danh sách các hạt giống. Đó là một phương tiện để trao đổi không những cả các thực vật mà cả các thông tin giữa các vườn bách thảo với nhau ở châu Âu từ năm 1942. Ta có vườn bách thảo Arboretum, Arboretum và von Steno gần Dubrovnik. Tổng diện tích của Arboretum là 28 hecta. Sau suốt 5 thế kỷ tồn tại các yếu tố thời kỳ phục hưng Baroque và Romantic
Justin Six. Có thể được nhìn thấy trong kiến trúc cảnh quan trên một số bậc thang bên cạnh cây trồng ở Địa Trung Hải như ô liu, cây sung hoặc cây quặng búi có rất nhiều. Cây cọ, cây bạch đàn, cây laurel, cây xương rồng và các cây kỳ lạ khác. Bộ sưu tập vườn bao gồm 30.000 loài thực vật sống khác nhau, vườn thực vật Narnia, Mỹ khoảng 240 loài và còn vườn thực vật đại học Hokkaido rộng hơn 13 hecta trồng khoảng 4.000 loài thực vật được mở cửa vào cuối thế kỷ 19. Bên cạnh đó là rất nhiều vườn thực vật nổi tiếng lưu giữ trên nhiều loài thực vật trên thế giới như vườn Bouchard, British Columbia, Canada, Villa d'Este. Canada Villa d'Este, Italy Villa Espusa de Rothschild, Pháp xây dựng với mục đích bảo vệ các loài thực vật quý hiếm, lồng ghép tham quan giải trí cho con người. Ở Đức, vườn bách thảo đầu tiên thành lập ở Leipzig 1580, Jena 1586, Heidelberg 1593, Dresden 1609 hay Freiburg 1620. Jena 1586, đây hay đeo bậc 1598. Một nghìn năm trăm chín mươi ba, chợ trường 1620, thường thuộc về phân khoa y học là vườn dược thảo.
vườn bách thảo Kiel là vườn bách thảo đầu tiên có theo ý nghĩa hiện nay. Nó được hình thành bởi Johann Daniel Major vào năm 1900 vào năm 1669 tại Christian Avest. Được hình thành bởi Johann Daniel Major vào năm 1669 tại Christian Albert Universiat Duke Bồ Đào Nha. Vườn đại bách thảo đầu tiên do bá tước Graven von Popan thuộc Universiat Coimbra xây vào năm 1772. Tại châu Á có vô vàn các vườn thực vật lớn nhỏ như Trung Quốc có 152 vườn thực vật điển hình như các vườn thực vật Bắc Kinh. Khu vườn được thành lập vào năm 1953 và hiện nay có diện tích 564.000 m2. Chúng bao gồm 1.600 loài thực vật bao gồm 2.000 loại cây và bụi rậm, 1.620 loài thực vật nhiệt đới và cận nhiệt đới và 500 loài hoa. Bộ sưu tập này bao gồm một số loài quý hiếm. Ngoài ra còn có vườn thực vật Nam Trung Quốc là một phần của Học viện Khoa học Trung Quốc, trước đây gọi là Viện Nông nghiệp, Nông lâm nghiệp. Đại học Sun Yat-sen được thành lập vào năm 1929. Vườn bách thảo nhiệt đới Sichuan Banna của Học viện Khoa học Trung Quốc được thành lập năm 1939, 1959. Vườn thực vật Kadorie và vườn bách thảo Kadori và vườn bách thảo trải dài trên 148 hectare đất và nằm trên sườn núi phía Bắc và chân núi của ngọn núi cao nhất Hồng Kông, Tamosan. Vườn thực vật Vũ Hán hiện nghiên cứu vườn thực vật theo định hướng này là một phần Học viện Khoa học Trung Quốc và được thành lập vào năm 1956. Và mở cửa cho công chúng vào năm 1958, hơn 10.000 loài thực vật và các giống và có 16 vườn đặc sản, vườn hoa quả hoang dã, vườn thực vật quý hiếm và vườn cây thuốc là một trong những vườn lớn nhất Trung Quốc, và vườn thực vật Xiamen nằm trên núi Huanshi ở phía đông nam của đảo Hamon, còn được gọi là vườn thực vật Huanshi có diện tích 4,93 km². Và chứa hơn 6.300 loại cây cảnh nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, cộng thêm 10 vườn độc đáo dành riêng nhỏ hơn Ấn Độ.
Có 100 31 vườn thực vật nổi tiếng như vườn thực vật nhiệt đới Jawaharlal Nehru và viện nghiên cứu Trivandrum Kerala, 121 hecta ở độ cao 100 m. Hiện trên mực nước biển bảo tồn lượng nước bảo tồn số lượng lớn nhất các bộ sưu tập cây trồng nhiệt đới tại các vườn thực vật ở châu Á, vườn thực tập vườn thực vật Acharya Jagadish Chandra Bose được thành lập vào năm 1786. Thành lập vào năm 1786, mục đích của vườn bách thảo hoàng gia là thu thập các cây bản địa giới thiệu làm cho cây trồng được phục hồi từ các vườn nước khác. Các vườn cũng là một nguồn cung cấp cây trồng quan trọng. Cây trồng quan trọng cho kiwi và các vườn khác của châu Âu, vườn bách thảo Jhansi Uttar Pradesh, vườn bách thảo Saharanpur và Saharanpur Uttar Pradesh, vườn thực vật Leo. Leoy Darjeeling, Tây Bengal được thành lập vào năm 1878 và như là một phụ tùng sôi. Tùng xa xôi của vườn thực vật Calcutta tại Indonesia. Indonesia có 5 vườn thực vật nổi tiếng trội, đó là vườn bách thảo Bali. Nhật Bản có 64 vườn thực vật, đặc biệt là phải kể đến đó là vườn thực vật trường đại học khoa học đại học Tokyo, đại học Tokyo Botanical Gardens, Hakusan Bunkyo, cũ Tokyo, Nhật Bản. Lào có vườn thực vật Phatake xây dựng vào năm 2008. Mở cửa vào năm 2015 đến với Malaysia. Malaysia và kể đến Rimba Imu là một trong những khu vườn thực vật nhiệt đới được thành lập tại khuôn viên trường đại học Malay ở Kuala Lumpur, Malaysia. Rimba Ilu Institute
Biological sciences. Đại học Malaysia. Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, Singapore có hai vườn. Không thể không nhắc đến Singapore Botanic Garden nằm ở trung tâm thành phố và được thành lập vào năm 1859 với diện tích gần 74 hecta. Khu vườn là nơi nghiên cứu bảo tồn hơn 30.000 loài thực vật. Khu vườn này nổi tiếng trên thế giới với vườn quốc gia, với vườn lan quốc gia nơi trưng bày hoa lan nhiệt đới nhất thế giới với hơn 1.000 loài. Với hơn 1.000 loài phong lan và 2.000 loại lan lai tạo, Nam Triều Tiên có 54 vườn, những cái tên thường được nhắc đến như vườn Bách Thảo Nam San có trụ sở tại Seoul, nó chiếm một khu vực 59 m2, có tổng cộng 117.132 cây từ 269 loài trên có 13 khu vườn leo theo chủ đề. Chủ đề Oedo, một vườn thực vật ven biển được xây dựng vào năm 1969 bởi Lee Chang-ho và vợ ông trong công viên biển quốc gia được gọi là vườn quốc gia Hao hay sang vườn sinh thái Eco Yanggu, khai trương năm 2004. Chiếm 189.441 người đặt chân tại núi Hao, vợ ông trong công viên biển quốc gia được gọi là vườn quốc gia hay sang vườn sinh thái Eco Yanggu, khai trương năm 2004, chiếm 189.000 141 người đặt chân tại núi Deaman. Đây là khu vườn sinh thái Bắc Cực. Hay đi sinh thái. Ở đây là khu vườn sinh thái cực Bắc của Hàn Quốc và được phát triển như là một trung tâm khối phục vụ hệ sinh thái và Bắc Triều Tiên, hệ sinh thái Nam và Bắc Triều Tiên, bao gồm hơn 400 thực vật quý hiếm, bao gồm các loài thực vật bản địa Hàn Quốc được bảo vệ ở môi trường bởi Bộ Môi trường Hàn Quốc, giới vườn thực vật Yeongmiji mở cửa năm 1989, bao gồm
cửa năm 1989 bao gồm 112.000 m2, có vườn trong nhà và ngoài trời theo chủ đề trong các khu một số vườn tạo ra ở các nước trong quá khứ. Tiếp đó là Sri Lanka, có các vườn thực vật nổi tiếng như vườn bách thảo hoàng gia Sri Lanka, Veradeni, Denia, Denia Candy có 147 mẫu vật nằm ở một độ cao 460 m so với mực nước biển, bao gồm hơn 4.000 loài thực vật và nổi tiếng ở với bộ sưu tập hoa lạc phong lan. Ngoài ra còn có vườn bách thảo Hakala, vườn bách thảo Henara Thogoda và vườn bách thảo Mirija Willa, Đài Loan có 5 vườn nổi trội kể đến. Là vườn bách thảo Đài Loan, Đài Loan năm 1896, vườn ươm chính thức với diện tích dưới 5 hecta đã được thành lập ở Sihanoukville ở phía tây nam thành phố Đài Bắc. Điều này đánh dấu sự ra đời của thực vật Đài Bắc, và Thái Lan có 12 vườn thực vật gồm có vườn thực vật Quýn Sirikit là vườn thực vật quan trọng nhất và lâu đời nhất ở Thái Lan và là trung tâm nghiên cứu khoa học chính dành riêng cho việc bảo tồn hệ thực vật Thái Lan. Vườn bách thảo Quýn Sirikit trước đây gọi là vườn bách thảo Masa nằm cách Pattaya 20 km về phía nam tại Thái Lan. Vườn thực vật Nong Nok rộng khoảng 2,4 km vuông. Khoảng 24 km vuông đã sử dụng tập khoảng 20.000 loại cây nhiệt đới khác nhau. Về đặc biệt tại Nóc Nóc hơn 670 loài hoa lan, tất cả trong những vườn thực vật kể trên, tại ngoài mang nhiệm vụ là nơi bảo vệ các nguồn gen quý hiếm. Mà còn có thể trở thành nơi tham quan giải trí, tạo ra một địa điểm hùng vĩ của các đất nước đó. Bảo tồn có khai thác sẽ cung cấp những sản phẩm nhất thiết cho một bộ phận của xã hội một cách bền vững. Melanson 1992.